Cũng trong sáng qua ngày 8 tháng 10, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra lễ kỷ niệm 602 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 592 năm vua Lê Đăng Quang, 587 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi. Trong không khí thành kính giữa điện Lam Kinh, các nghi thức tế lễ truyền thống diễn ra như múa trống hội, cáo tổ tiên theo nghi thức cổ truyền, đảm bảo nếp sống văn hóa văn minh, lành mạnh với sự tham gia của đội tế. Tại đây, các đại biểu, nhân dân và du khách thập phương đã ôn lại công lao to lớn của anh hùng dân tộc Lê Lợi, các tướng sĩ trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức đã không tổ chức phần hội, nhưng ngày lễ này vẫn thu hút đông đảo du khách thập phương.